Chào mừng bà con tiếp tục trở lại với Facebook Cây Trào Vũ Hải trong buổi trưa ngày hôm nay. Hôm nay anh em chúng tôi lại giới thiệu cho bà con những cái sản phẩm nho nhỏ của mình, lại tiếp tục gắn kết đem về miền quê hương miền Trung thân yêu. Đó là ba dàn cày trụ Vũ Hải tiếp tục lên đường vào với anh em Quảng Nam và Khánh Hòa. Một dàn 4 chảo chuyên cày bãi cho cái máy 28 HP của anh em ở Khánh Hòa, Nha Trang. Một dàn cày 5 chảo cho máy 265. Lên đường vào Quảng Nam. Và dàn này cũng là anh em Khánh Hòa luôn, nhưng dàn này 5 chảo cho con 3202. Xin chân thành và cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để trở lại với video của em. Và anh em nào lướt qua thì hãy cho em xin một like, một nút đăng ký để cho trang của em được hiển diện tốt hơn và gắn kết được anh em mọi miền nhiều hơn. Đây, khâu công tác của anh em đang chuẩn bị tháo hàng, tháo dỡ hàng. Ok, con vừa rồi làm sao này, không được. Nó nhòe quá hả? Thế được đấy, thế thôi. Đây con này ông đánh dấu 1, 2, 3, 4, 5. Chờ bác Tủn em trồ nha. Cảm ơn bác đã là người đầu tiên tương tác video của em trong ngày hôm nay. Kình hắn rút thụt lõ ngòi là viết chữ thế nó mới rõ đấy. Ok đấy. Có cần phải đánh, chả cần đánh dấu vào chảo đâu nhỉ, đánh dấu vào đấy là thoải mái rồi. Con đấy nặng đấy, đứng xa chân rồi. Nó không sập được ngay đâu, nhưng mà chắc ăn. Ba tỏi đấy. Bắn có ngọt không? Giờ chỉ có mỗi liên quan đến độ bền nữa thôi. Có khi là em phải kết thúc video tại đây thôi, để em tập trung hỗ trợ cho anh em cho hàng lên đường. Chứ để một mình cậu em này, cậu ấy tháo cậu không đỡ được, nguy hiểm chết. Em cảm ơn anh em đã theo dõi video của em nhé.
khám là test bố đầu ốc ra là hỏng.